Xin chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ du học Mỹ của công ty Lương Đại Dương. Và kế bên đây đó là bạn Nguyễn Hoàng Lộc, một du học sinh chỉ vừa mới đậu visa thôi. Thì chào Lộc. Thì qua Mỹ thì Lộc sẽ học chương trình gì? Em học cao đẳng bên Mỹ. Và chuyên ngành Lộc sẽ chọn học? Em chọn quản trị kinh doanh. Thì lý do tại sao thì Lộc lại chọn ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ? Để mở rộng công việc kinh doanh của gia đình nên em chọn chuyên ngành này. Thì qua Mỹ thì Lộc sẽ học ở tiểu bang nào? Ở Dallas, Texas. Làm sao thì Lộc biết được tới dịch vụ của Tân Đại Dương? Do có một số người quen giới thiệu và có tìm hiểu trên thông tin mạng. Thì Lộc cảm thấy là về cái cảm nhận của Lộc về dịch vụ Tân Đại Dương thì như thế nào? Anh chị ở Tân Đại Dương rất nhiệt tình. Rồi, một lần nữa thì Tân Đại Dương thay mặt là xin chúc cho Lộc là lên đường và cũng như là học tập thật tốt tại Mỹ. Cảm ơn chị. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.